Xin kính chào cô chú anh chị các bạn, rất vui được chào đón cô chú anh chị các bạn đến điểm mai quen thuộc của anh Tám và anh Trạng ở đường Trần Quang Khải, gần sân vận động thành phố Cần Thơ. Tất cả các clip trước mình chia sẻ về phôi mai có là rồi về cây mai giảo Thu Đức có. Thì hôm nay tiếp tục chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn giảo Thu Đức luôn ha cô chú anh chị các bạn, giảo hột zin luôn. Rồi kính mời cô chú anh chị các bạn cùng xem clip để mình sưu tầm ha cô chú anh chị các bạn nha. Clip luôn của chú anh chị mà đã mất thời gian. Chào hai anh ơi. Dạ em xin kính chào của chú anh chị trên kênh. Hôm nay thì em về là 30 cây mai giảo Thu Đức thành phẩm để phục vụ chú anh chị ha, giá hữu nghị ha. Rồi mình tiến hành cái cây đầu tiên. Giảo hột zin ha. Giảo hột zin luôn. Đây là bên em là chương trình là bao ship trên toàn quốc luôn ha. Rồi cũng rất kính mong chú anh chị em ủng hộ em. Số điện thoại của em là 0932999393. Đó là số Zalo luôn. Rồi mình bắt đầu cái đầu tiên là cây mã số 26 ha. Số 26. Rồi, mã số 26 cây lùng lực, cây tàn tròn của anh chị, dáng tàn thông ha. Cây lá xanh tốt, ok, chi cành đều. Một thân một cốt nữa thôi anh chị. Cây rất đẹp ha, biết gì việc luôn. Đây là chơi luôn. Càng nuôi càng mau lớn càng đẹp nữa. Đây là lùng quý khoái luôn nha cô chú. Này mới rồi cho em không nhỏ nhỏ 16-17 tuổi rồi trời. Gì thiết hại gì 15 hoành. 15 hoành. À lùng quý khoái nè cô chú. Chiều cao là 87. Cao 87. Rồi mã số 26 em xin giao lưu là 500.000. Em bao ship ha. Tiếp theo 500.000 bao ship luôn. Rồi cây số 26 27 nha cô chú. 27. Cây số 26 thì 500k, cây số 27 thì là 600k. Mã số 27. Chuẩn bị trời mưa quá anh chị. Trời âm u rồi. Rồi cây một thân một cốt chi cành đều quý anh chị, dáng tàn thông luôn ha. Này thốt thân cao hơn cây 26 nha cô chú. Chi cành dàn xương nè cô chú ơi. Nhìn xương rất đẹp ha. Chặt thì rớt cái gì ra. Cái này đẹp điều chi. Cành đều ghim thích luôn. Rồi, hoành mã số 27. Hoành là 13. Hoành 13. Chiều cao là 110. Trời. Rồi mã số 27 em xin giao lưu là 600.000. Rồi, 600k luôn cô chú ơi. Cây số 27, cây số 28 nha cô chú anh chị. Mã số 28. Toàn bộ là bao ship hết ha cô chú ha. Đây là cây giảo Thủ Đức zin nha chú anh chị, trồng từ hột ha. Bông là từ 7 đến 12 cánh. Tiếp tục. Rồi cây dáng tàu thông nha chú anh chị, xương đều ha. Cứng nữa hả? Hoành thân là 14 của chú chị ơi. Hoành thân 14. Chiều cao là 103. Chiều cao 103. Mã số 28 xin giao lưu giá là 600.000. Rồi 600k luôn nha cô chú anh chị ơi, cây số 28. Rồi cây 27 phong cao nha cô chú anh chị. Rồi, các bạn. 29. Mã số 29 đó chú chị. Cái nãy giờ em đi ngược nút không à. Xin lỗi cô chú anh chị các bạn nha, cây 29. Chạy gối, đưa nút nữa. Có đội hình để chơi cái này chắc bị kỹ. Mã số 29 là cây nó thấp thăng, thấp heo như vậy, chi cành nó đều từ dưới lên luôn ha. Dạng xương rất đẹp ha, xương đều gan luôn nè. Cô chú anh chị mình mua về mình lặt lá giùm em thôi chú anh chị. Lặt lá bỏ hết trơn luôn rồi mình để 1-2 ngày mình trồng ha. Cây nó khỏe mình trồng. Rồi cho em thông số anh nè. Cây tất cả cây của em là đều là bứng đất hết luôn ha. 14 hoành. 14 hoành. Chiều cao là 1m44. Rồi mã số 29 giá là 750.000 đúng chị ơi. Rồi 750k luôn nha cô chú chị ơi, cây này cao tàn đều. Thật lá có thể có bông mùng 5 tháng 5 luôn nha cô rồi, chú. Rồi mã số 30. À, cây 30 tàn tròn nha cô chú. Cây số 30. Cây số 30 là tàn đều không chị? Tàn đều đế đẹp nha. Có đế nha không chị? Đây. Đế đây.
đây đó. Nở để cũ luôn, để nở hơn chị. Cây chi cành đều gan luôn ha, một thân một cốt, lá bự hơn chị. Đó này. Rồi cho thông số 30. Quanh thân là 17. Quanh thân 17. Chiều cao là 136. Rồi, chiều cao 136. Mã số 30 em xin giao lưu giá là 800.000 bao ship ha. Rồi 800k cây số 30 nha cô chú anh chị ơi. Tiếp theo cây số 31. 31. Mã số 31. Rồi, cây toàn thông cô chú ơi, đều luôn. Rồi cái chảo này đẹp quá, cái chảo màu đỏ đẹp. Chảo màu đỏ, lấy lắc cái chảo màu đỏ, cái chảo màu đỏ ơi. Để tháo thân cao nha cô chú. Rồi chia cành đều cho chị. Một thân một cốt chia cành đều dân luôn, cây dốc độc mã hậu của chị ơi. Lá đều ha, lá dậy dân luôn. Cây ba sống khỏe ha. Em bên em thì bao sống bao ship thôi chị. Đây là bao bông luôn nha, bông đẹp nha. Hoành thân là 16. Hoành thân 16. Chiều cao là 126. Chiều cao 126. Mã số 31 em xin giao lưu giá là 700.000. Rồi 700k cây mã số là 31 ha cô chú ha. Toàn thông luôn. Cây số 32. Bức bầu nghiêng chứ. Đây bầu hơi nghiêng hướng chị, thì mình làm trọng mình đẩy ngay đây ha. Đặt hơi nghiêng. Bây giờ mình tính đứng gì là cây đẹp ha. Ừ, có thân cao luôn cô chú ơi. Thân cao đẹp luôn, chỉ cành khá đẹp. Cây này chỉ cành khá nhiều anh chị. Quanh thân là 15. Chiều cao là 128. Mã số 32 giá là 650.000 các chị ơi. Rồi 650k luôn nha cô chú ơi. Cây 32 tàn thông. Rồi mấy kia là thông cũng tàn. Rồi cây này cũng tàn thông luôn, 33 nha cô chú anh chị nha. Mã số 33. Cây này cũng đẹp đẹp. Chỉ cần đều hơn chị, chỉ cần mỏ đều là dinh dân luôn. Cây này của chú anh chị về mình lặt lá thôi ha, lá lặt lá xong mình để vài ngàm vô chậu là ok chơi được rồi. Có cành chi sẵn hết trơn rồi, nó dán có dán sẵn này, dán dán thông luôn rồi. Hoành thân 13. Hoành thân 13. Cao là 120. Dạ, cao là 120. Mã số 33 giá là 550.000 chú chị ơi. Rồi 550 luôn nha cô chú ơi. Mã số 34. Cây 34. Cây 34 cây này mình lớn hơn chị. Tàn thông luôn nha cô chú ha. Dám tàn thông mình lớn ha, cây này cốt bự rồi. Chi cành có. Chi cành này dính ra luôn ha. Nhiều ha. Cây này là ở lâu này em mới quý vị hồi tối luôn nha cô chú chị. Rồi bình thân 17. Bình thân 17. Chiều cao là 117. Rồi chiều cao 117. Mã số 34 giá 600.000. Ờ 600k cây mã số 34 nha cô chú ơi. Mã số 35. Mã số 35. Cây giả thử đức mã số 35 nha cô chú. Cây một cốt rất là đẹp không anh chị. Cô chú chị cành có ha. Cành có chi có sẵn hết trơn là về sửa là dễ lắm. Giả hộp ghim nha cô chú ơi. Rồi cho thân cao luôn. Quanh thân là 15. Quanh thân 15. Cao là 109. Cao 109. Mã số 35 giá là 550.000. Mã số 36.
cũng là dáng tàn thông luôn ha quý anh chị. Cây thì chi cành rất là đều rồi, thông số luôn anh ơi. Bình thân là 14, bình thân 14, cao là 114, cao 114 luôn. Rồi mã số 36 giá là 550 ngàn quý anh chị ơi. Rồi 550 cây số 36 luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 37. 37 cây này rất đẹp luôn cô chú ơi. Rồi cây này là này không luôn chị, tàn từ gốc là tàn, nó có nó nhánh từ gốc lên luôn ha. Có cần chi cần lấy từ gốc lên luôn. Cái gì mình chỉnh sửa cho nghe gì ha, cây đẹp ha. Cái này đẹp rất màu đẹp hơi xé, màu hơi xé, bướm màu hơi xé một tí. Rồi rồi mình quý to luôn. Lần đó quý to sao luôn. Rồi tôi đại đi. Cô chú ơi, hào hào trên là. Quanh thân là 14. Rồi, quanh thân 14. Cao là 124. Cao 124. Mã số 37 giá là 600 ngàn của chú chị ơi. Rồi 600k cây mã số 37 giả Thu Đức giả Học Vinh nha cô chú ơi. Rồi cây này kính luôn cô chú rồi, ơi. Mã số 38 rồi. Quá đẹp cô chú ơi. Cây tàn đều không chị. Quá sát cây đẹp. Cây thai tàn không lùng. Cây tàn cao. Đây là kính lá luôn anh chị. Xương dày hết trơn, không thấy luôn. Không thấy chưa xương. Người ta giấu thân mà cứ dạch hoài. Rồi cho thông số anh đẹp trai ơi. Rồi quanh thân là thân là 14. Rồi quanh thân 14. Chiều cao là 106. Chiều cao 106. Mã số 38 giá là 600 ngàn. Rồi 600k cây mã số 36 luôn nha cô chú ơi. Bao ship mọi miền tổ quốc luôn nha. Rồi anh này ở chân luôn. 38 này nha. Cái ba, ở cái đó. 38 luôn vậy. Cái 38 có giá là 600 ngàn. 38. Đúng rồi, đây đọc đúng. Tiếp tục là 39. 39. Mã số 39 luôn anh chị. Chín tàn đẹp luôn cô chú ơi. Rồi cây này chi có sẵn rồi ha. Bây giờ được bẻ. Chi cành đều ghen hết trơn rồi đó. Chi cành có sẵn hết trơn rồi. Đây em nói như là đây là giảo Thủ Đức nha chú chị. Giảo hộp Thủ Đức. Rồi hoành thân là 15. Hoành thân 15. Chiều cao là 126. Chiều cao 126. Mã số 39 giá là 650 ngàn chú chị ơi. Rồi 650k cây số 39 nha cô chú ơi. Rồi cây số 40. 40. Lùng tròn cô chú ơi. Rồi 40 luôn chị. Rồi cây tàn tròn không chị? Chị có ha. Quanh thân là 12. Quanh thân 12. Cao là 93. Cao 93. Mã số 40 giá 500 ngàn. Rồi 500k cây số 40 nha cô chú ơi. 41. Rồi cây số 41. 41. Cũng tròn lùng luôn nha cô chú. Rồi cây một thân một cốt chi cành có không chị? Cái này là lá lớn không chị? Tròn lùng lùng cái này mượn lùng lực ha. Thêm cái lực vô rồi ok. Hoành thân là 13. Hoành thân 13. Cao là 99. Cao 99. Mã số 41 giá là 450 ngàn. 450k.
Cây số 41 bao ship mọi miền Tổ quốc nha cô chú anh chị. Số 42. Cây số 42. 42 cây tàn tròn đẹp luôn chị. Đó, chi xương đều ha. Xương chi từ gốc lên luôn ha. Cây này mình về mình trồng để đứng là gì là đẹp ha. Hơi nghiêng một tí. Rồi cho em thông số anh ơi. Đây rất tròn rất đẹp cho cô chú. Quanh thân là 13. Quanh thân 13. Cao là 115. Cao 115. Rồi mã số 42 giá là 600.000. Rồi 600k luôn nha cô chú ơi, cây số 42. Mã số 43 của chú chị ơi. Cây giả Thu Đức số 43. Ồ, cây này tính lá luôn nha anh chị, tàn chi vậy luôn nha. Đó, lá lớn luôn. Tính tàn luôn. Lá lớn là biểu hiện cây sống khỏe ha. Trời, trời. Cô chú anh chị giờ mình lặt lá bao nhiêu anh chị? Mình lặt lá bỏ rồi mình tưới nước cho thân nha. Một vài ngày sau mình vô chậu mình tưới rễ là ok ha. Tính tàn. Cây này mới bướm cho nên cây rất là khỏe. Rồi quanh thân. Quanh thân là 14. Quanh thân 14. Chiều cao là 130. Chiều cao 130. Mã số 43 giá là 650.000. Rồi 650k cây số 43. Cây số 44. 44. Đẹp lắm nha cô chú. Rồi cây lùng lực luôn chị. Lùng lực cây tàn kính luôn nha. Chi cần có một thân một cốt. Chị thích luôn ha. Nhập vô nổ luôn chú anh chị. Nhập coi là thấy thân. Rồi, quanh thân là 13. Quanh thân 13. Chiều cao là 96. Chiều cao 96. Mã số 44 giá là 550.000. Rồi, 550k cây số 44. Tiếp theo cây số 45. Mã số 45 là cây tàn tròn do luôn ha. Quá sáng cái cây này tàn. Nhỏ mà tàn dữ lắm anh chị. Nè anh chị coi dàn xương nè. Cây này rất là xứng đáng để sưu tầm nha cô chú. Rồi dàn xương kính luôn ha. Nói chung là tròn do luôn, những mâm sâu luôn. Kính à, luôn. Kính luôn. Lùng lực thêm anh chị. Lá rất là ok ha, lá nè. À, cây này sung cây lắm nè. Super VIP luôn nha cô chú. Đi đâu mà super VIP? Đi mua mai. Đây là con số luôn. Super VIP này cái này. Nhà super VIP em liên tưởng đến cái chuyện khác. Hoành thân là 15. Hoành thân 15. Cao là 87. Cao 87. Tán ngang nó tròn lắm luôn. À, cây nếu tán mà là 98. Nếu mà anh chạng thì là phải whip biệt biệt. Super whip nó hiểu lầm. Mã số 45 giá 600.000 cho anh chị ơi. 600.000 cây số 45 nha cô chú. Nghe một thân một cốt đẹp quá ha. Thương hiệu của anh chạng là whip biệt biệt, còn super whip cũng tưởng lộn cô chú ơi. Rồi mã số 46. 46 là cây là một thân một cốt chi cành đều. Đó. Cây này mình cái giá xương nó rất đẹp ha, xương nó dài dài không mà nó ốp 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 vô thân rất đẹp ha, xương dài nó ốp vô không nhiều ha, còn cái này lặt lá cũng nhẹ hả, cái này lặt lá không lấy dạng xương đẹp lắm á, xương mình lòng bay là nhất, giáo hộp giáo đứt chứ anh em, pin luôn, pin này 99%, quanh thân là 12, thân 12. Cao là 115. Mã số 46 giá là 600.000 ha. Rồi 600k cây mã số 46 nha cô chú anh chị. Tiếp theo là cây số 47. Mã số 47. Cây này lá lớn quá, lá tốt ha. Cây này lá là cây đang sung cây là lá ok. Cành đều từ dốc từ dưới lên trên từ trên dưới luôn ha. Dốc đọt là từ dưới lên trên nha. Còn nếu mở trên trên xuống là nó ra nó bè còn không.
tròn nhà tí cho vui nha cô chú anh chị. 13 hoành. 13 hoành. Cao là 112. Cao 112. Mã số 47 giá là 600.000 cô chú anh chị ơi. Rồi, 600k cây mã số 47 nha cô chú anh chị. Cây số 48. Mã số 48. Xanh mướt luôn nha cô chú ơi, giảo hộp của đất giảo ghim nha cô chú. Cây này tàn nó kính tàn luôn anh chị. Quá đẹp ha. Lá bự chà bá chà bá. Cái gì xem cái cây gì lá ha, còn đẹp ha. Lá bự thôi. Cây xung cây ha, cây có rồi. Giờ mình tước lá, tước lá là chắc có bông mà. Bông chắc luôn. Bông. Đúng rồi, một bông. Về này tước lá có bông. Rồi. Mùng 5 tháng 5 tới rồi cô chú ơi. Cô chú chị về mình tước lá bỏ hết luôn nha cô chú anh chị. Lật lá mình cuốn tay chút chút rồi mình tưới nước khoảng ngày 2 ngày mới vô chậu ha. Rồi, có bông tết luôn. Tết xong rồi. 14 hoành. 14 hoành. Cao là 112. Cao 112. Rồi mã số 48 em xin giao lưu giá là 650.000. Rồi 650k ha cô chú chị, cây số 48 giống như cây 78 vậy. Wow. 9. Số 49 nha cô chú. Mã số 49. 40 con 9. Rồi mã 49 là cây dáng tàn thao mơ chú anh chị. Cây tàn đều đi gửi dưới lên trên luôn. Chi cành đều cho luôn ha. Lá bự luôn. Đây là đang xuống cây. Rồi, cái này mình lớn nè. Hoành thân là 17. Hoành thân 17. Chiều cao là 1m50. Chiều cao 1m50. Mã số 49 giá là 750.000 của chú chị ơi. Rồi, 750k cây mã số 49 nha cô chú ơi. Cây số 5 nhỏ. 50. 50. Mã số 50. Rồi, mã số 50 là cây này đến tàn thông ha. Chi cần có hơn chị. Đây nữa mình thẻ đây là nó bị cầm chi luôn ha. Đây sửa qua đây chút là điều luôn ha. Sửa chút ha. Ừ, đây sửa đây. Sửa đây là được. Kính tàn liền. Kính tàn liền. Đẹp luôn. Cái chi cành này nó mềm nó dễ sửa. Mình để chì mình sửa là ok. Nó phải xiết nước rồi cho nên mới sửa tàn vậy. Xiết nước. Hoành thân là 14. Hoành thân 14. Cao là 107. Cao 107. Mã số 50 giá là 600.000 chú chị ơi. 600k cây mã số 50 nha cô chú ơi. Mã số 51. Cây số 51. Rồi 51 luôn chị. 50 có 1. 51 thành phố Hồ Chí Minh. 51. Cây 51 hốc thân cao như cô chú anh chị. Cái này bán bản số Sài Gòn nha cô chú. 51. Rồi, cây này hốc Sài Gòn vậy đó. Chi cành có hay anh chị ơi? Có chi cành đều hết trơn luôn. Rồi, cây này hoành thân là 14, hoành thân 14, chiều cao là 107. Cao 107. Rồi mã số 51 giá là 550.000 của chú chị ơi. Rồi 550k luôn cô chú ơi. Cái số 51, 52 Sài Gòn tiếp mã tục. Mã số 52 tiếp tục là thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, rồi chỉ cần có hơn chị. Cái số 52 mang biển số Sài Gòn. 52. 52. Chỉ cần có hơn chị. Hoành thân 13. Hoành thân 13. Chiều cao là 92. Chiều cao 92. Mã số 52 giá là 500.000. 500k mã số 52 luôn. Tiếp tục cây 53. Cất chảo luôn rồi cả xanh luôn. Mã số 53. Rồi, mã số 53. Rồi, cây này một cây này có dốt đọt rất đẹp ha. Điều cái bọt điều. Ờ, cũng chị xem cái thang một tốt ha. Lên là dốt nè. Chi tàn liệu chứ luôn ha. Rồi chắc không số anh ơi. Cái này để nó sưu tầm thôi chứ chị.
Tại cây này nó nằm ngoài ruộng nên nó hơi thiếu lá tí, về mình tước lá bỏ mình chăm sóc lại là lá ok nha. 14 hoành. 14 hoành. Cao 119. Cao 119. Mã số 53 giá 600.000. Rồi cây 54 luôn cô chú ơi, 54. Nãy giờ em lái xe quá trời lái xe luôn. Tránh cái bờ xe đó lái máy bay như thế này. Lái xe tránh anh thương. Rồi mã số 54. Tiền cho chảo không. Chảo. 54. Rồi 50 con 4. Quanh thân. Là 13. Con thân 13. Chiều cao là 110. Chiều cao 110. Mã số 54. Con xin giao lưu giá là 500.000. 500.000 cây số 54 nha cô chú ơi. 54, bao ship mọi miền tiếp Tổ quốc nha cô chú. Số 55 cây số cuối cùng nha quý chị. Hai con số 5 cô chú ơi. Số cuối cùng clip ngày hôm nay. Ba con số 5 luôn cô chú ơi. Ba số 5 mấy số không? 55. Cây chi cành có hay không chị? Cây mang mã số 2 con số 5. Cây này thiếu cái này về mình kéo qua ha, kéo qua bẻ chi qua đánh điều ha. Giờ mình sửa lấy cái kẽm mà sửa là ok rồi. À. Là đi luôn. Đẹp luôn á, cây đẹp luôn. Đẹp nhưng mà cây hoành thân là 13. Hoành thân 13. Chiều cao là 92. Chiều cao 92. Mã số 55 là giá là 500.000 của chú chị ơi. Quá đẹp. Mã số 55 cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Cũng rất cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua ủng hộ em tám rất là nhiều. Cô chú anh chị em ủng hộ em thì liên hệ số điện thoại là 0932999393, đó là số Zalo của em luôn. Thì cảm ơn chú anh chị, chúc cô chú anh chị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý ha, và thành công. Chào. Cảm ơn chị. Thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ. Mình kết thúc video clip ở đây.